Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên nha. Hôm nay Nguyên sẽ đưa cả nhà khám phá Czech Koi, một thị trấn rất là yên bình và xinh đẹp của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía châu Âu. Mình đã tới Czech Koi, một địa phận châu lưu, một thị trấn rất là yên bình và xinh đẹp. Mùa này cánh đồng hoa hướng dương bất tận luôn. Guest nha cả nhà, món Thổ Nhĩ Kỳ. Em chồng mình làm này, hôm nay là ở nhà em chồng chứ không phải ở nhà mình. Thử tài cô ấy nấu món truyền thống của Thổ Guest là thịt bò, cứ sắp một lớp thịt bò rồi một lớp cà tím rồi cà chua rồi những cái loại gia vị của Thổ rồi muối rồi cho thêm một số gia vị đặc biệt. Tí nữa mình sẽ hỏi rõ hơn nha. Món này mình có làm rồi, nhưng mà cô ấy làm thì chắc sẽ ngon hơn. Tí nữa hồi sau sẽ rõ như cả nhà. Bây giờ là cứ đậy như vậy đó, cứ sắp lớp xong rồi đậy như vậy và để lửa thật là nhỏ. Để lửa nhỏ như vậy nó sẽ cứ chín từ từ vậy đó. Cái món này là phải kiên nhẫn. Còn mình thì nhiệm vụ là đã làm xong cái món salad kiểu Thổ nè. Xắt hạt lựu hết các loại cà chua, dưa leo, ớt, củ hành tây với ngò tây, lá hành, rồi sau đó là mình sẽ trộn với cái nước sốt là dầu ô liu này, muối này, tiêu đen và một ít keki, cỏ xạ hương khô, đó trộn lại ngon lắm. Ăn như vậy thì nó rất là healthy luôn. Trong cái công viên Czech Koi này thì hôm nay mình đi, mình thấy có một cái hoạt động là phát thức ăn cho người bệnh và người tàn tật ở cả nhà, rất là ý nghĩa luôn á. Đang là buổi chiều mà mọi người ra đây picnic cũng đông nè. Hôm nay mình đi là bữa thứ hai, hôm nay mình đi là ngày chủ nhật. Đang thăm em, nhà em chồng mình trên đây. Thank you.
để lâu quá thì cái cà tím nó sẽ bị nhục, bị rụt, đúng không? Lên đĩa. Wow. Tequila, tequila. Đây, Gouvet, món chính người thổ nấu đây cả nhà. Rồi mình sẽ ăn không hoặc ăn chung với salad hoặc là ăn với cơm. Xin mời cả nhà nhé. Epic Ocean. Mùa hè chiều chiều mấy bạn nhỏ ra đây chơi, nhìn rất là thanh bình. Chắc chơi tàu bay giấy đây. Đây là công viên. Đó, có rất là nhiều cây xanh và ghế ngồi. Mùa hè nhìn rất là xanh luôn. Người ta làm barbecue á cả nhà. Mùa hè barbecue rất là nhiều luôn. Đó, thiệt rộng luôn. Có những cái bếp và bàn ăn sẵn luôn. Rộng quá chân cả nhà ơi. Kéo dài lúc 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 trên đây luôn. Trời ơi, khói bay mịt mù nè. Mặc dù hôm nay là thứ hai. Mọi người thấy cái tổ chim nhỏ không cả nhà? Đó là nhà của chim á. Cưng quá hả? Ở trên thì nhà cho chim, ở dưới thì mọi người biết nít. Nhà ở đây đẹp quá cả nhà ơi. Ồ, glory jeans var burada. Kiểu nhìn rất là thấp thấp mà kiểu sáng. Bina ne şöyle kocaman? Acayip yapmışlar. Kokoreç ha? Annem burada mı yiyor kokoreç? Kokoreç güzel yapıyor. Güzel. Evet. Şuradan bir şey yapıyor. Sana ben yer gösterdim ya. Kokoreç orada güzel. Sade kokoreç. Çorba, Konya. Her şey var. Người ta xây nhà kiểu vậy chứ cũng không có phải cao lắm á. Kaç saymış? Ucuz mu bu? Pahalı mı? CHP'li mi burası? Evet. Niğde kadar var ya. Niğde'ye gittin mi? Ben epeydir gittim. Niğde'ye gittim. Babamla gitmiştik en son Niğde'ye. Önceki yer neresiydi? Şu aşağıdaki. Ha, hatırladım. Before she was living here, hani. Ha. Bunlar değil, daha aşağısı. You know the first block. Trước kêu là ở đây, sau là chuyển qua bên kia thấy hả? The other place is more comfortable. The other place? Yeah, and beautiful. Look at her school is here. Ha. Trường học ở đây. Şu mu? It's for ladies, honey. To make ladies having a job. Yeah, yeah. So it's a government. Yeah, this they like nơi mà giúp đỡ phụ nữ để có việc làm. Right side is a school, honey. Ayşegül School. Yeah, it was fine. And Aslı is coming also. Ah, cháu nằm ở đây luôn. High school? Yeah. Çok güzel. O zaman biz seni burada bırakalım. Yok, burada değil sınavım. Devam edelim. Öyle mi? Size çarşıda bir tur attırır mıyım? Tamam. Geç kalmadı. Chung từ nhà tới trường rất gần. Nhà đẹp á, chỗ nhà đây đẹp. Chỗ kia dây. Güzelmiş burası. Yeah. Burası en eski yerleşim yeri, Stasyon Mahallesi.
Buradan sola gir abi. Üst karşıya. Cái vùng này là thuộc địa phận châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ cho nên là khá là văn minh đó cả nhà. Nam nữ cũng rất là tự do. Aramaya geldiğimizde de biz burada kaybolmuştuk. Dere var değil mi burada? Ha, dere var. İşte diğer parkta bunun altı. Olduğu gibi boydan boya park. Nói chung về say không có cao cả nhà. Burası mı? Şehir merkezi. Evet, buralar. Şehir. İsi Central. Aa, ne lan? Trung tâm của thị trấn. Lên đây thì thấy nó nhộn nhịp hơn xíu. Nhưng mà vẫn thấy có Istanbul rất là nhiều. Konepeg. Wedding clothes, wedding dress. Evet. Yeah. Buralar zengin tabii. Para dönüyor buraya yani belli. This is okulcu baba. That means okul means school. School. So school uniforms and everything. This is for curtains, honey. Look at, it's industry in Turkey. Okay. Yeah. So look at, every house has curtain. Yeah. Unlike the Korea. Yeah. You remember in Korea, the no, there were no curtains. Korea. Yeah. Cho mình nói là ở Thổ Nhĩ Kỳ là thành là một nơi mà sản xuất cái màn treo che chắn cửa sổ đó. Nó giống như là ở Thổ là giống như là một cái nét văn hóa. Nó khác với Hàn Quốc. Hàn Quốc thì không có sử dụng thực cái màn nhiều. It's now it's a little bit scrolly, huh? Yeah. Güzellik salonu da açabilirsin sen. Güzel, güzel. Hani eğer Aslı bir güzellik kursuna gidersen. Benzine gelmişik buralarda bir yere. Daha ileride. Evet. Trafiği falan geçti. İstanbul küçük İstanbul. Nói chung về hưu thì về những cái vùng này sống là thấy yên bình và mức sống nó sẽ hợp lý. Market. Small market. Denize nereye gidiyorlar millet yüzme? Karadeniz'e. Evet, Kıyıköy tarafına çıkıyorlar. Ya da Sivri'ye gidiyorlar. Görüyor musun kiliseyi tam? Ha? Şey. Sonra bak her yere şey takmışlar ki. Yani damgalamak için. Yani bu mimari aynen kilise yani. Yani look at. Nasıl? Ben de kay. Nhà bán chuối bên đây nè. Mút giống Sài Gòn cả nhà. The same Sài Gòn. Same Sài Gòn. Sài fast food kia.
Look at, you can understand the family houses from the curtain. Okay. Mm-hmm. Family houses have a decorative knitted curtains. Mm. Not the industrial curtains. Mm. Look at family houses. You see. This is a library, honey. Yeah. Burası alışveriş merkezi. This is shopping center. Ha. This some. Ah, Miros. You see big shopping center. Shopping. 5M Migros varmış ya burada işte. Buradan işte şey yapabilirsin sen bu dalakları alabilirsin yani 5M. Ha, burada iyi bir, evet evet. Starbucks'ın olduğu yer canlanır. Ha file olsun. File olsun ya. Tamam. Bebekten dönelim. Nereye? Sola doğru. Bundan sonrası hep böyle bağlı falan dağlar devam eder. Bak şuradaki evler falan da güzel. Evet. Sola dönüyor. Halkın büyük bir çoğunluğu buradaki sanayide mi çalışıyor? Evet. Çok güzel ya. Burada işçi olmak da güzel yani. Çalışma saatleri belli. Bilmem ne belli. Yaşam ucuz değil mi? Ev alıyorlar ucuz bilmem ne. Güzel yaşıyorlardır bence. İşte aldığın eve göre değişiyor. Bizim evden 3600-400 bandında giderken ama buralarda ona göre gidiyor. Tabii canım. Kardiyolog falan yakalamam lazım. Babanın İzmir'deki rahatını yakalarım ben buraya gelsin. Tabii daha bir rahat edersin. O çünkü köşede kalmıştı orada. Değil mi? Aynen öyle. Kültür şişeyi vardı bir de fark vardı. Burada sen tepede ev alacaksın ya da tutacaksın. Oradaki insanlarla görüşeceksin. O zaman güzel çünkü onlar fabrikada yönetici, mühendis. Zehri yiyor yani insanlar ve yani sorsan şimdi bu yeniden ekleyin. This is community center hani? Yeah. Sağ taraf en büyük cami Osmanlı cami. Cami. Ya da o yer. Mabet diyorsun. Tapınak diyorsun. Look at Atatürk. Yeah, Atatürk. Gayet güzel ya. This place. Ah, Yuri. Ở đó công nghiệp
so với các nước phương Tây. Không hiểu sao có chính sách đó. Cho nên những người ở nước khác hay qua đây kim cương. Vùng này ăn mặc rất là thoải mái nè cả nhà. Six Turkish lira for dolmuş yani. Ha, chỉ cần 6 lira là khoảng 5.000 mấy tiền Việt là một lần đi xe buýt cũng rẻ cả nhà. Nói chung là phương tiện công cộng ở đây là rẻ mà thật sẽ rất là tiện lợi luôn. Cheap and convenient. Bizim market arı. Bazar, bazar. Left side is a community hospital and military section. So if Vietnamese come here to even agriculture, they will produce many. Yeah. Polish here. Memur şimdi alıştı bir kahve kültürü var, tamam mı? O arası da gidip kafene de oturacak kahve içecek, tamam mı? İşte Starbucks'a gidip kahve dünyasına gidip çölü uçak gidip. Evet. Burası nereye gidiyor şimdi? Burada. Sola dönsen çok da şey yolu. Şu şimdi geniş olan şey bina ne? Dur, sağa gireceğiz. Öyle mi? Geniş olan bina neydi? Orası pazar yeri işte. Japan Goyo. Rail Rose. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới. Nếu cả nhà cảm thấy yêu thích video này, nhớ nhấn nút đăng ký, ấn chuông, like, share và để lại bình luận. Ủng hộ cho kênh YouTube Nguyên Turkey và trang Facebook Nguyên Turkey Cuộc Sống Thổ Nhĩ Kỳ. Bye bye cả nhà.